Các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một video với chủ đề của series học không giám sát Unsupervised Learning. Thì trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về K-means clustering, bài toán học không giám sát. Thì trong tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu về một bài toán thuộc thuật toán Dimensionality Reduction, tức là giảm chiều dữ liệu. Thì thuật toán này là thuật toán cơ bản trong các bài toán giảm chiều dữ liệu và được ứng dụng rất là nhiều trong việc trích xuất đặc trưng của data trước khi cho vào các mô đồ lớn hơn. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về SVD, viết tắt của Singular Value Decomposition, và ứng dụng của nó vào một bài toán gọi là bài toán ném ảnh Image Compression. Thì trong video lần này thì mình sẽ dùng whiteboard để minh họa cho các bạn cách tìm SVD của một ma trận bất kỳ, và sau đó sẽ dùng collab để thực hiện bài toán image compression. Thì trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ cần phải ôn lại một chút về đại số tuyến tính. Thì bởi vì thuật toán này là một thuật toán thực hiện trên ma trận, cho nên là việc nhớ lại về một số khái niệm đại số tuyến tính là một điều cần thiết. Thì đầu tiên, khái niệm đầu tiên mà mình muốn nhắc tới đó là về trị riêng và vector riêng của một ma trận. Thì đầu tiên là chúng ta có một ma trận vuông A, là một ma trận vuông nha các bạn, thuộc không gian R n nhân n, tức là ma trận có kích thước n nhân n. Nếu chúng ta tồn tại một vector x và một giá trị lambda sao cho A nhân x sẽ bằng lambda nhân x, phải đúng thứ tự nhiên, bởi vì là hồi trước cái bài học đại số tuyến tính thì nhân ma trận thì không có phép tính giao hoán. Thì nếu chúng ta tồn tại một giá trị, nếu chúng ta tồn tại vector x và giá trị lambda thỏa mãn cái phương trình này, thì khi đó x được gọi là vector riêng và lambda được gọi là trị riêng của ma trận A. Khái niệm thứ hai mà mình muốn nhắc tới đó là về trực giao và trực chuẩn. Thì trực giao là gì? Một hệ cơ sở U bao các vector U1, mình viết hơi khó các bạn thông cảm, U1, U2 phải tới UN. Được gọi là trực giao, tiếng Anh là orthogonal. Khi mỗi vector trong cái hệ này, tức là mỗi cái u trong cái này, u1, u1, u2 cho tới un là vector khác không, và tích của hai vector bất kỳ, ví dụ như là u1 dot u2, u2 dot u3 hay u1 dot u3 được cho tới un, ví dụ như thế, và tích của hai vector khác nhau bất kỳ bằng không, thì đó là một gọi là trực giao. Và trực chuẩn là gì? Một hệ cơ sở, chúng ta cứ lấy hệ cơ sở này luôn, một hệ cơ sở U được gọi là một hệ trực chuẩn khi đầu tiên nó
nó là hệ trực giao. Và thứ hai, tính chất thứ hai quan trọng để tìm SVD của mặt trăng đó là độ dài Euclidean ấy, của các vector trong cái hệ trực giao đó bằng một, tức là ta có và chúng ta có norm 2. Vector nó bằng 1 thì cái hệ U này được gọi là một hệ trực chuẩn. Thì một ma trận được tạo bởi các hệ trực một ma trận được tạo bởi các vector trong hệ trực giao được gọi là ma trận trực giao. Tuy nhiên thì chúng ta không có khái niệm ma trận trực chuẩn nha, chúng ta chỉ có khái niệm hệ trực chuẩn thôi chứ không có là khái niệm ma trận trực chuẩn. Thì trực trực giao tiếng Anh là orthogonal, còn trực chuẩn tiếng Anh là orthonormal. Các bạn cần phải phân biệt được hai khái niệm này, bởi vì khi đọc tiếng Anh, khi đọc nhanh thì hai khái niệm khá là giống nhau, cách cách đọc nghe nó khá là giống nhau nên là dễ gây nhầm lẫn. Chúng ta đã có những cái chúng ta ôn lại được một số lý thuyết về đa số tuyến tính, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là SVD. SVD tắt của Singular Value Decomposition. Thì đây là một bài toán giảm chiều dữ liệu. Thì giảm chiều dữ liệu được thể hiện ở đâu? Giả sử chúng ta có một ma trận A có kích thước bất kỳ, ví dụ như là M nhân N chẳng hạn. Không nhất thiết phải là ma trận vuông nha, M nhân N không nhất thiết phải là ma trận vuông. Thì mục tiêu của bài toán này đó là chúng ta sẽ biểu diễn cái ma trận A bằng tích của ba ma trận U. Nhân S và nhân V. Ok. Thì nếu tồn tại ba ma trận U, S, V thỏa mãn cái phương trình này thì USB được gọi là một SVD ma trận A. Một kết quả của bài toán SVD của ma trận A. Tại sao lại gọi là một kết quả? Bởi vì nhìn vào cái phương trình này thì các bạn cũng có thể thấy đó là ta có thể tùy biến cái kích thước của các ma trận thành phần. Nhưng mà với điều kiện là ma trận U phải có kích thước là M nhân cho một cái gì đó và ma trận V phải có kích thước là cái gì đó nhân cho N. Để bởi đây là quy tắc nhân ma trận cơ bản rồi. Thì từ đó có thể thấy SVD có rất là nhiều nghiệm, rất là nhiều kết quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ ví dụ một ví dụ một ma trận để tìm cái SVD của một ma trận đó. Và mình cũng nhấn mạnh lại đó là một ma trận bất kỳ có thể biểu diễn được bằng ba nếu có thì có thể biểu diễn bằng phương trình này, không cần nhất thiết phải là một ma trận vuông, ý mình như vậy.
Trong cái phương trình này thì U và V là hai hệ trực chuẩn. S là một ma trận, gọi là ma trận có thể chéo. Tại sao lại là ma trận có thể chéo? Bởi vì là nếu mà S là một ma trận vuông như trên phương trình này là có kích thước P nhân P á, thì ta có thể biểu diễn S. Ma trận chéo là một cái ma trận mà có các phần tử trên đường chéo chính á, là khác không. Còn đó là trường hợp S là biểu diễn bởi một ma trận vuông. Còn nếu mà nó là một ma trận không vuông thì ta cũng có thể hiểu đó là một ma trận chéo, bởi vì là các thành phần trên cái đường chéo, ví dụ như là chúng ta có một cái ma trận 4 nhân 2 4 hàng hai cột, thì cái ma trận S chúng ta có thể bị như thế này. Đây trên đường chiếu, trên cái này gọi là trên cái này trên cái đường này, tạm gọi là đường chiếu nó của nó đi, thì các phần tử của nó vẫn khác không, nhưng mà cái ma trận này vẫn được, vẫn có một cái sự tương đồng, cho nên này cái ma trận S này có thể được gọi là ma trận có thể chiếu. Nó là khái niệm mình gọi thôi, về mặt bản chất thì nó là như thế này. Còn nếu còn còn cái cách gọi thì mình hay gọi nó là ma trận có thể chiếu. Ok, chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể để tìm SVD của một ma trận. Chúng ta sẽ có ví dụ ma trận. Ta có ma trận C đi. Sẽ bằng năm năm trừ một bảy. Rồi, đầu tiên ta cần phải định hình được kích thước của USV. À, quên. Trong một số tài liệu thì cái ma trận S này người ta có thể được biểu diễn là bằng cái hiệu sigma nha. Nhưng hai cái này như nhau, nhưng mà trong nhiều tài liệu thì cách ghi nó khác nhau. Nên là một cái nốt cho các bạn. S với sigma là như nhau. Thì đầu tiên chúng ta thấy là C có kích thước 2 nhân 2. Vậy từ đó chúng ta có thể thấy là U sẽ được biểu diễn bằng một cái ma trận kích thước 2 nhân cho X. S thì là X nhân cho Y chẳng hạn, XY hay là XX hay là XZ thì cũng được. Và V thì sẽ kích thước là Z nhân cho 2 hay là Y nhân cho 2 hay là T nhân cho 2 gì đó. Các bạn như thế. Ok. À, mình lấy ví dụ về một ma trận vuông kích thước 2 nhân 2 để cho tính toán cho nhanh thôi, chứ như mình đã nói thì không cần nhất thiết ma trận C phải là ma trận vuông thì mới có SVD. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là tính CT nhân cho C. Về lý do và về một số tính chất của bài thờ SVD thì mình sẽ nốt trên cái GitHub của mình. GitHub của mình thì sẽ có đường link ở phía phần mô tả, các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ nốt trong thời gian tới. Ok. Thì đầu tiên cần làm đó là tính cái này. Setting sẽ để cho tốn thời gian, thì mình sẽ viết luôn đáp án kết quả của mình. Là bằng 26 18 18 18 18 18 74. Sau khi chúng ta tính C chuẩn bị nhân cho C. Bước 2, bước 1 nha. Bước 1. Bước 2. Bước 2 thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại cái tính chất. Chúng ta cần phải đi tìm cái trị riêng và vector riêng của cái ma trận này. Ma trận này này. Của cái ma trận này này. Thông qua cái tính chất mình nói ban đầu, C gọi này là ma trận
CT C X sẽ bằng lambda. Trên vế đổi dấu chúng ta có CT C trừ đi cho lambda. Đài lambda chúng ta có thể nhân cho ma trận đơn vị y nhé. X sẽ bằng lọc. Hơi chặt hẹp nhỉ. Rồi, và bây giờ làm sao? Rồi bây giờ làm sao để mà tìm giải phương trình này? Thì chúng ta có thể thấy được rằng x nó là một vector riêng. Và đây là một vector khác không. Vậy từ đó chúng ta có thể thấy được rằng để cái phương trình này xảy ra thì chỉ có cái cách là cái phương trình cái trong dấu ngoặc này này là bằng không. Nó bằng không. Để từ đó chúng ta suy ra được là nét định thức của cái ngoặc này này. Còn gọi ngoặc này là T đi cho nó ngắn gọn nhé. Nét của T sẽ bằng không. T là bằng không. Cái mình tạm thời xóa bớt nha. Tới đây là mình hy vọng các bạn có thể nốt lại chuyện. Rồi sẽ để CT nhân C ở đây. Nét của T là bằng không. T bằng không. Từ đó chúng ta sẽ giải được phương trình. Det của t bằng không tức là chúng ta có hai sáu này, các bạn nhớ là lambda nhân cho y đúng không, lambda nhân cho ma trận đơn vị, tức là ta có 26 trừ lambda 18, 18 bảy tư trừ lambda bằng không. Ok, từ đó chúng ta sẽ có một cái phương trình bậc hai và lấy cái này nhân cái này trừ đi cho 18 bình là ra được một phương trình bậc hai, thì mình sẽ giải lương nghiệm của nó là lambda bằng 20 và lambda sẽ bằng 80. Chúng ta có hai trị riêng của vector C, của ma trận C sẽ chuyển về nhân C này. Rồi, sau khi đã giải được hai trị riêng này rồi thì bước 3 chúng ta đi tìm USV bằng cách nào? Cái ma trận V này nè được tạo thành bởi hai cái vector riêng của cái ma của cái ma của cái ma trận này nè. Cho nên đó là chúng ta sẽ đi tìm hai cái vector riêng của hai ma trận. Đầu tiên là thay 20 vô đây. 20 vô đây chúng ta sẽ đi tìm vector riêng của ma trận là 6 nè. 18. 18. 74 trừ 20 là 54. Tìm trị riêng vector riêng như bước 2 lúc nãy thì chúng ta sẽ có được. À, và một cái lưu ý nữa. Sau khi tìm trị riêng và vector riêng của vector này, chúng ta sẽ ra cho giải được một cái hệ phương trình có rất là hình như là nhớ là vô số nghiệm. Thỏa mãn x1 bằng x1 bằng trừ 3 lần x2. Đúng rồi, xét trong phương trình này thì xét trong cái ma trận đó thì giải ra cái hệ nghiệm đó x1 bằng trừ 3 x2 thì sẽ có vô số nghiệm như thế. Cộng với cái lưu ý lúc nãy mình có nói nữa, đó là u và v là hai hệ trực chuẩn, tức là các vector của nó, các vector trong cái ma trận của nó là phải phải có
độ dài Euclid á, tức là norm 2 á, là bằng 1. Cho nên kết hợp với cái điều kiện đó nữa thì mới ra được một cái nó mới ra được một cái kết quả nha. Trừ 3 căn 10, trừ 3 chia cho căn 10. 1 chia căn 10. Ok. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ tìm trị riêng, vector riêng và cộng với cái điều kiện đó là norm 2 của norm 2 bằng 1 của cái mặt bằng 26 trừ 80 là trừ 54. 18 giữ nguyên. 18 giữ nguyên. 74 trừ đi cho 80 là trừ 6. Chúng ta có V2 sẽ bằng 1 chia căn 10. Ba chia căn 10. Căn 10 nha, mình không đủ chỗ, mình không đủ chỗ vi nha các bạn thông cảm. Căn 10, ok. Sau khi đã có hai cái vector của hệ cơ sở phụ V thì chúng ta có thể tìm ra được V là bằng bằng cách hai ghép hai cái vector này lại rồi. Trừ 3 căn 10. Căn 10. Ghép hai cái vector này lại thôi, ghép hai cái này lại. Là lệnh concatenate trong Python đó. Căn 10. 3 chia căn 10. Cái này do mình tính tay cho nên là mình cũng không mình không các bạn có thể tính lại để kiểm tra có thể mình sai bước này. Và về căn bản thì các bước thực hiện nó sẽ là như thế. Ok, ta có V rồi và S chúng ta bằng cách nào? Nãy chúng ta có hai cái trị riêng của vector của cái mặt bằng C chuyển về nhân C là 20. Lambda 1, lambda 2 sẽ bằng 80. Thì S ở đây sẽ được tạo thành bởi hai cái vector. Vector thứ nhất là sigma 1 0, thứ hai là 0 sigma 2. Sigma nó bằng gì? Sigma 1 nó chính là bằng căn 2 của trị riêng. Căn 2 của 20. Căn 2 của 20 là bằng 2 căn 5. Vậy sigma 1 sẽ bằng 2 căn 5, căn 2 của 80 là 4 căn 5. Vậy S sẽ bằng 2 căn 5, vậy là 4 căn 5. Căn bậc 2 của 5. Ok. Rồi, V, S có rồi. Thì bây giờ chúng ta tìm U bằng cách nào? Chúng ta sẽ giải cái phương trình chúng ta sẽ giải phương trình sau CV CV bằng US. À, phương trình này thì các bạn cũng có thể trong phương trình này tồn tại được thì nếu muốn chứng minh phương trình này thì các bạn có thể vận dụng lại những cái điều kiện mà mình nói từ đầu video tới giờ. Thì đây là bước 4 nha, bước 4 đi. Giải phương trình này để tìm U. Sau khi giải phương trình này thì mình viết đáp án ra luôn nha. U trong trường hợp này sẽ bằng 1 chia căn 2. 1 phần căn 2 trừ 1 phần căn 2. 1 phần căn 2. Các bạn có thể hoàn toàn tính lại, có thể mình sai sót trong trường hợp trong cách tính toán cho nên là các bạn có thể tính lại. Mà về căn bản phương trình dựa trên phương trình này để tìm U nha. Ok. Lệ bước 4 của chúng ta. Rồi.
chúng ta đã có chúng ta đã tính toán ra được USV của ma trận A ban đầu. Đó là đây. Mình phía hơi khó nhìn tí. Là kết quả của chúng ta. Thì về tính tay á thì đòi hỏi sự tính toán cẩn thận, cho nên là NumPy sẽ có phát triển các thư viện để giúp hỗ trợ tính toán cái này để phục vụ cho các bài toán của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ dùng Python để làm một cái ứng dụng của cái bài toán này, đó là image compression, tức là nén ảnh. Tại sao là nén ảnh? Bởi vì là các bạn có thể thấy dựa vào cái định nghĩa của SVD đã có thể thấy đó là một cái bức ảnh thực chất, đó là nếu mà ảnh trắng đen đó là một ma trận, cho nên chúng ta có thể biểu diễn được theo cái phương trình này. Thì giả sử như chúng ta có thể biểu diễn được cái ảnh xóa bớt. Lợi ích của việc nén ảnh thì các bạn cũng đã biết, đó là tất nhiên nó sẽ thuận tiện hơn trong việc truyền tín hiệu, truyền thông tin, đúng không? Bởi dung lượng ảnh sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Ví dụ chúng ta sẽ ví dụ là một bức ảnh 3x3 so với một bức ảnh 2x2 mà không làm mất đi cái đặc trưng của nó, thì việc truyền cái ảnh 2x2 đó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Ví dụ chúng ta có một cái bức ảnh kích thước một trăm này 90, thì có 90 hàng 100 cột luôn, thì A sẽ được biểu diễn bằng ma trận 90 nhân 100, thì chúng ta có thể biểu diễn nó bằng U bằng 90 nhân 60, S bằng 60 nhân 70, rồi V là 60 nhân 60, hoặc là V bằng 60 nhân 100 chẳng hạn. Thì lúc đó bức ảnh thì à đúng rồi, mình quên mất một cái ưu điểm của SVD, đó là hoặc là của bài toán dimensionality reduction, nói chung luôn đó là để giảm chiều dữ liệu nhưng không làm mất đi đặc trưng của dữ liệu. Cho nên là việc dùng cái thuật toán này để mà làm nén ảnh là một cái gọi là phương pháp hữu ích trong truyền tín hiệu, truyền ảnh. Thì sau đây thì mình sẽ demo cái image compression sử dụng chúng ta import các thư viện cần thiết. Trong SK Image có một cái thư viện gọi là có một cái package là data, nó lưu trữ các ảnh có sẵn á, cho nên là chúng ta có thể lấy ví dụ ảnh từ cái package data của Scikit-Image được luôn, không cần nhất thiết phải mount hay là get path của thư viện bên ngoài. Image as load.
Bạn nào chưa biết thì Gen Z nó cũng là tên cũng giống mèo nha. Đấy, ví dụ các bạn có thể thấy là nó có hỗ trợ một số ảnh lưu trữ sẵn, thì mình lấy ảnh copy đi ha. OK, chúng ta có ảnh coffee, ảnh có kích thước bao nhiêu đó, khoảng hơn 400 nhân cho 600 chẳng hạn. SVD để nén ảnh này, và các bạn sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc nén ảnh này là như thế nào. À, cái y này thì như các bạn cũng như các bạn cũng có thể thấy cái y này nó giống như là việc chúng ta chọn cái giá trị này nè, để chúng ta tìm coi thử với cái tỷ lệ nào thì ảnh nó vẫn giữ nguyên được cái đặc tính của nó, nhưng mà sẽ có dung lượng nhỏ hơn để truyền đi. Quay lại, chúng ta quay trở lại với cái USB chính là chúng ta đi tìm SVD của chúng ta dùng SVD trên cái ảnh này. Là thư viện Lani Algebra, viết tắt là Linux. Matrix tức là gì? Full matrix theo mình nhớ không nhầm tức là nó sẽ biểu diễn kích thước tối đa của cái SVD ấy. Thì mình không nhớ rõ nó là gì, mà nôm na nó là thì mình nhớ là sẽ biểu diễn một cách nào đó theo mức tối đa, tức là nó không có nén ảnh được bao nhiêu á, thì mình nhớ là thế. Nếu có sai mong các bạn thông cảm.
Ok. Đây, như các bạn có thể thấy, khi mà đây là tương ứng với các cái tỷ lệ nến của chúng ta. Tỷ khi mà chúng ta biểu diễn nó bằng các cái tỷ lệ nến khác nhau thì chúng ta có thể thu được các cái ảnh khác nhau. Trong đó thì mình có thể thấy là tỷ lệ nến là khoảng 35 là tạm có thể chấp nhận được. Với cái K bằng với cái Y bằng 35 á, thì là có thể chấp nhận được. K trong khoảng 35 đến 40 này, 35 đến 40 là có thể chấp nhận được. Thì từ đó ta có thể thấy là ảnh chúng ta đã được nén một cách không phải gọi là nén một cách mà gọi là ảnh chúng ta đã được nén với cái dung và cái ảnh này á, đó là mình đang biểu diễn theo cái phương trình này luôn nè. Theo cái phương trình này luôn nè thì ok, nó cũng không có gì để chia sẻ nữa. Code à đúng rồi, SVD cũng có thể được dùng để sử dụng để nén ảnh màu nhé. Ảnh màu thì có hai phương pháp, thì môn thứ nhất là các bạn sử dụng truncate SVD là một cái cải tiến của SVD, hay là thứ hai là các bạn có thể chuyển về ảnh màu RGB, tức là ảnh chúng ta có M nhân N nhân 3 thành một cái ảnh hai thành một cái matrix hai chiều, rồi từ đó chúng ta sử dụng SVD truyền thống trên cái ma trận hai chiều đó. Còn trong cái SVD chúng ta sẽ xử lý trên từng kênh màu, và chúng ta sau đó chúng ta sẽ concatenate lại, ghép lại thành một cái ảnh ba chiều, thành một cái ảnh ba kênh màu đó. Hôm nay thì mình chia sẻ một chút về SVD, thì video có hơi dài và hiện tại mình đang bị đau họng nên là nói không được lưu loát. Nếu có chỗ nào sai thì các bạn có thể comment ở dưới để mình có thể biết và chỉnh sửa lại. Trong bài giảng tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp cận với một cái bài toán có sử dụng mạng neuron chập. Có sử dụng mạng neuron, mạng neuron chưa chưa mạng neuron rất chậm, mạng neuron và cũng thuộc bài toán dimensionality reduction, đó chính là autoencoder. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì nếu mà link code thì mình có để thì mình có, thì có ở phần description, và nếu các bạn mình trong quá trình mình chia sẻ thì có gì sai thì mong các bạn góp ý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.